Olmaz. Vâng, như vậy là trận đấu thứ ba ở C thứ hai đã được bắt đầu. Trên hình quý vị các bạn là máy của Yugi. Vâng, Yugi cầm Egip ở ngoài cánh. Vâng, Tiểu Bạch Long cầm Maxedo. Tôm Katarian. Vâng, Chi Chi cầm Summer. Gì nữa, bây giờ anh đánh cơ bản thôi. Vâng, những bước trò đầu tiên của Yugi. Vâng, dân gò của Yugi vẫn chưa tìm ra được thêm đồ ăn gì. Đã thấy một bãi vàng và một bãi đá. Rừng và bãi hươu đầu vẫn chưa thấy. Vâng, đây rồi. Bãi hươu đầu. Vấn đề của Yugi bây giờ là rừng. Đi một gần được một vòng rồi. Vâng, đấy. Tôi vừa nói cái là xuất hiện ngay. Có em giờ tôi nói thêm một bãi quả phụ nữa. Có lẽ dân dò của Yugi đã phát hiện ra ngay một bãi quả phụ. Vâng, nhà của Egip trận đấu này gỗ đầu rất xa, không có đồ lùa về, nhưng rất may là bãi hiêu cạnh bãi rừng rồi. Vâng, tôi do công việc của mình đã được chứng kiến rất nhiều các game thủ thi đấu, và tôi rất ấn tượng với phong cách thi đấu của Yugi. Là một game thủ trẻ nhưng anh có một là một trong những người có những thao tác cực kỳ mềm mại và chuẩn xác. Đứng sau anh theo dõi thì phải nói rằng sẽ cảm thấy rằng tay anh như múa trên bàn phím. Vâng, bãi hiêu đầu của Yugi có 7 con. Dân dò của anh vừa phát hiện ra thêm được một bãi hiêu nữa. Vẫn chỉ có một bãi rừng duy nhất thôi. Vâng, từ năm 2010 thì tôi đã được xem Yugi thi đấu rất nhiều. Yugi có biệt tài là lùa hiêu nhảy 2 bước. Vâng, đây rồi, đã thấy thêm bãi quả phụ. Nói thêm về Yugi, từ năm 2010 thì anh còn thi đấu cho Club Indogame. Hồi xưa thì anh thi đấu cho Club Hà Đông dưới sự chỉ dẫn dắt của đội trưởng Blood. Sau đó anh thi đấu cho Club Indogame cùng với những game thủ nổi tiếng như X-Man hay là Bắn Chim. Anh đã cùng với Indogame giành được rất nhiều những danh hiệu trong năm 2010. Đầu năm 2011 thì khi mà Indogame đã tan rã thì Yugi có về thi đấu cho team Hà Đông, và thời gian gần đây thì anh thi đấu cho team Trường Phát. Vâng, Yugi đang cắt chân giò ra để đóng chiếc S thứ hai ở bãi rừng rừng thông gai. Vâng, như vậy là rất may. Đóng như thế này là rất đẹp rồi. Nhà của Yugi thì rất trống trải, không hề có thế để bo bịt gì cả. Vâng, đồ ăn thì vẫn còn một bãi hiêu chưa ăn. Vâng, đã vừa dò thêm ra được một bãi hiêu nữa. Như vậy nếu Yugi đánh cung ở trận này thì Yugi hoàn toàn có thể ăn hoang và đánh cung. Donna E. Donna E. Almas.
Vâng, quay trở lại với trận đấu thì Yugi vừa kích đầy 3. Vâng, hơi muộn so với quy định một chút. Vâng, với một bài ở ngoài cánh như thế này mà Yugi đánh cung thì đồng đội của anh không biết ở trong cánh. Vâng, ở trong cánh là Lady Gaga. Lady Gaga cầm Maxido. Vâng, như vậy đã thấy trường thấy bóng ngựa giò của đối thủ. Vâng, đó là màu 4, Linda. Vâng, không thành công. Vậy e không thành công. Vâng, nông dân của Yugi đang khai thác một bãi hiêu. Một bãi nông dân khác thì đang vẽ những chiếc ruộng, những khoanh ruộng nhỏ nhỏ. Vâng, như vậy là bên phía Hà Nội các game thủ đến đời rất sớm. Vâng, chiếc S thứ 3 đang được Yugi thiết kế bò ngay BE để có thể chặn lối vào của ngựa chém. Vâng, bánh xe được nâng cấp. Một vài khá nghiệt. Vẫn chưa thấy Yugi vẽ thêm những chiếc nhà BA của mình. Chiếc BA thứ 2, vâng, BA thứ 3. Vậy e kịp không? Vâng, không kịp rồi. Vâng, hai như vậy là hai chú ngựa chém. Vâng, bây giờ thì đã kịp. Vâng, thao tác về e của Yugi phải nói là rất nhanh. Nói thao tác về e tôi lại nhớ đến chim sẻ đi nắng, một trong những game thủ trẻ của. Vâng, như vậy là bãi khoanh ruộng nhỏ nhỏ của Yugi đang bị một ngựa giò và một ngựa chém của Linda công vào. Vâng, một chiếc e như vậy thì vẫn sẽ hở. Vâng, hở rồi, chỉ còn hai nông dân. Vâng, bãi gỗ của Yugi chắc chắn là hở rồi. Vâng, như vậy là bãi gỗ. Vâng, bỏ nhà lũ trẻ đơn sơ chạy thôi. Thao của Yugi ở phút thứ 16 là 24/44. Hai bãi gỗ của Yugi đã bị bung, chỉ còn một bãi gỗ là yên lành thôi. Lúc này thì Linda đang, vâng, có vẻ như Linda đang cho dân đi ăn hoang. Cạnh nhà của Yugi là màu 7 Tuti. Vâng, bãi hiêu ăn hoang của Yugi cũng đã bị ngựa chém của Tuti giải quyết một cách nhanh gọn. Lúc này tham của Yugi tụt xuống còn 23/44. Nông dân chạy khắp nơi trên bản đồ. Vâng, chúng ta sẽ chuyển sang màn hình của Tiền Bạch Long. Vâng, cầm Maxido ở trong cánh. Bãi vàng đang bo cực kín nhưng mà đang bị rất đông ngựa chém của Tuti vây bắt. Vâng, như vậy là Tiểu Bạch Long đã đâm y. Vâng, Tiểu Bạch Long dâng y rất cao. Anh dâng y xuống góc 7 giờ. Vâng, bãi vàng của anh thì đã tù rồi. Lượng gỗ của Tiểu Bạch Long đang rất nhiều. Y của Tiểu Bạch Long đang công vào nhà của em bé. Vâng, em bé đang cầm cung. Chuyện này tôi thấy em bé đang đánh ngựa rờ rồi. Vâng, tôi không biết đây là cung gì. Nếu mà là cung hít thì sẽ rất là nhỏ. Vâng, Tiểu Bạch Long vừa nhận đồ của đồng đội. Vâng, nhận đồ để có thể sóc y đâm vào nhà của em bé.
Vâng, ba chiếc ruộng nhỏ nhỏ xinh xinh của Tiểu Bạch Long cấy bên cạnh chiếc nhà BG. Tiếp tục cho dân ra ngoài để có thể ăn vàng. Ông tôi dự đoán là ăn vàng vì vàng rất quan trọng. Y của... Vâng, như vậy là bãi thị ruộng nhỏ nhỏ đã bị phát hiện rồi. Vâng, Linda ở ngoài cánh chém cuối rất tốt. Sau khi xử lý xong nhà Yugi thì chuyển sang nhà của Lady Gaga. Lúc này thì những con y của Tiểu Bạch Long đang đâm thẳng ở bãi gỗ của Yugi. Vâng, còn đây con ngựa giò thì vẫn đang lượn qua nhà của Linda. Vâng, như vậy là em bé đã lên cung A. Là một trận đấu nữa, em bé cầm quân có cung G và anh lại chuyển sang cung A. Tôi không biết rằng là quân của anh ở trận đấu này là gì, vừa cung R vừa có thể chuyển sang cung A. Như vậy là một mình Tiểu Bạch Long không thể đâm được vào nhà 1 được rồi, vì nhà 1 đã có cung A. Như vậy anh đang chờ đồng đội, chờ những tên cung và những đơn vị quân của đồng đội lên thì mới có thể công ở nhà màu 1 được. Gunny trận đấu này rất đông lạc đà. Tôi vừa thấy lạc đà của Gunny chạy qua hai nhà y của Tiểu Bạch Long. Vâng, như vậy là đã ốp được hai nhà y của Tiểu Bạch Long. Đồng thời y của Tiểu Bạch Long cộng với ngựa R của Yugi đang công vào nhà của màu 1 em bé. Y đi trước và ngựa R đi sau. Vâng, quyết định quay lại và đục vào bãi gỗ. Vâng, các bạn có thể thấy nhà của em bé rất dân chơi, đóng 3 nhà BL. Đây, đóng 3 BL để bo nhà thì phải. Vâng, như vậy là quân của em bé là Phonesian. Vâng, thật nào mà tôi thấy nhà em bé đóng 3 nhà chính chỉ để bo nhà. Có lẽ là để đẻ cho đẹp thôi. Vâng, như vậy Chichi đã resign. Rất khó cho bên Thái Bình trong trận đấu này. Vâng, như vậy là ở bên phía Hà Nội có một, có hai Phonesian, hai Greg. Bên phía Thái Bình là một Summer, một Egypt, một Catalian và dường như là một Cho Son thì phải. Tỷ số là 2-1. Ở trong C thứ hai vẫn nghiêng về Thái Bình. Các bạn sẽ dùng ít phút để đến với trận đấu thứ tư trong C đấu thứ hai này.